Tiếp theo chương trình số 3 mời trận thứ 17 hạng đơn nam với 74 kg, đơn vị Quảng Nam Chúng Sanh và đơn vị Quảng Nam Chánh Đỏ. Số 4 của quý vị Tiền Giang được tổ thắng tiếp tục vào vòng trong. Tiếp theo trên số 4 ngoài trận 20, đơn vị Hải Đăng Chúng Sanh và đơn vị Trà Vân Chấp Đỏ. Tiếp theo trên số 4 ngoài trận 20.